Ông đưa ly nước cái uống nước chút cùng để này cho này anh giải bộ con té một cái ông đỡ rồi thôi rồi ôm luôn rồi cái hôn thử làm sao tại vì mình phải hôn mình chạm vô cái môi để mình biết được là cái tần số có đúng điện hay không đó cái điện nó có đúng âm dương hay không ok nha con nhiều khi âm sao đúng không wow ngồi đi ngồi đi chào mọi người em chào anh Tiên anh ngồi đây anh ngồi trời ơi ngồi chắc vô nha dạ xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là Phương Trinh Jolie, cũng xin chia sẻ cái niềm vui là Trinh hiện tại là đang có em bé 23 tuần. Dạ. Mừng. Dạ, cảm ơn anh. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. Hôm nay là em vừa tròn 35 tuổi. Công việc hiện tại của Trinh thì Trinh là một diễn viên và ca sĩ. Và Trinh có kinh doanh thêm về mặt hàng mỹ phẩm. Cô chào anh Tiên. Xin chào quý vị khán giả của Vợ Chồng Son. Mình là Lý Bình. Công việc hiện tại là diễn viên quê quán ở Vĩnh Long, 32 tuổi. Cơ duyên sao mà hai chồng biết được với nhau và tình yêu bắt đầu chớm nở vậy? Với cái ấn tượng đầu tiên lúc mà Trinh gặp Bình. Hai đứa gặp nhau trong một cái tiệc sinh nhật với cô. Lúc đó con mình biết Trinh thôi chứ mình chưa gặp ở ngoài. Gặp cô đó vậy đúng rồi. Xong rồi mình nghĩ là có gặp được không? Đâu phải gặp thì gặp được anh. Thì cái này cũng là đồng nghiệp mà làm nghề trước mình rất là lâu rồi. Thì coi như là đàn chị rồi. Vậy lúc đó gọi chị hay là gọi Trinh? Lúc đó đi chơi chung thì gọi Trinh. Gọi Trinh. Nhiều khi mình muốn thích khen người đó hay chút xíu mình muốn quan tâm người đó xíu, nhưng mà xưng tên thì nó sẽ dễ hơn là xưng chị với em. Xưng chị thì ok, chị làm gì chị làm, chứ em cũng không có dám thích khen chị. Anh nhớ đó mà em kêu anh là anh luôn mà, đâu có xưng tên đâu hả? Anh em luôn đó. Anh nhớ là lúc đầu kêu tên trước. Phải không? Rồi xong hồi xỉn quá rồi anh em. Thật sự là cái thời gian đó con cũng đang không có quen ai hết. Mà cũng tầm khoảng 2-3 năm rồi. Thì lúc đó con gặp đó nha. Ngon đó. Ngon đó. Cũng ngon đó. Nhìn đó cũng kiểu là xích bắp sáu muối rồi đó. Từ cái mình thấy nói chuyện cũng vui. Mà con một cái là tính của con này con không có thích đẹp trai, con không có quan trọng vấn đề là cái ngoại hình ở ngoài, cái người đã để lại cho con cái ấn tượng á là phải là cái tính cách với lại là nói chuyện với mình có hợp hay không. Mà nói chuyện 10 câu là ổng làm con cười hết 9 câu rồi. Tức là hợp cái gì đúng không? Dạ, con nói chuyện với mình rất là hợp đúng không? Đúng gu, cho nên là nói gì thấy cũng vui với anh. Chứ đường không ai mời đi tối hệ hết trơn. Ấn tượng của con về Bình rất là tốt. Dạ. Đúng không? Rất là tốt. Vui, rất là đáng yêu. Dạ. Bình thì cũng vậy. Bây giờ sau cái tiệc sinh nhật đó thì tiến triển sao nữa? Và nụ hôn đầu tiên mà hai bạn đến với nhau là trong tình huống như thế nào? Sau đó thì qua ngày hôm sau thì cũng lật đật đi về. Cái gì mà qua ngày hôm sau mới lật đật đi về? Dạ thì... tại vì qua 12 giờ là ngày hôm sau rồi. Dạ. Thôi đừng có điện minh, đừng có cứu. Trời tới khuya. Xong rồi cái về để hôm sau đi làm. Mình cũng chưa có tự tin á. Không có dám nói nhiều hơn, không dám tiến tới. Thì thôi về mình lo công việc mình trước. Vô tình 3 ngày sau đầu gặp lại thì bắt đầu thấy vui vẻ quá, bắt đầu thấy đúng rồi. Đúng đối tượng luôn. Đúng rồi, đúng đối tượng rồi. Nhưng mà nói tóm lại vui mấy thì vui, bữa đó là tụi con đi vẫn là ba người đúng không? Vẫn là có ông anh. Dạ đúng rồi. Có ông anh. Không có gì vui. Bỏ đi, bỏ cái bữa đó đi. Đúng rồi, mình vô hẳn là cần cái bữa là hai đứa hẹn hò đầu tiên mà chỉ có hai đứa. Còn cái quá trình thôi từ từ bỏ đi. Nụ hôn đầu tiên mà mình tốt của em á. Đêm sinh nhật luôn. Đêm sinh nhật. Những cái chuyện gì là em phải hỏi anh Trinh nghe. Tức là em hỏi anh Trinh, Trinh là có sao nói chuyện gì vậy nè cô, con là tại con. Chủ động hả? Em chủ động chứ. Đúng rồi mình có tuổi rồi. Đúng rồi mình có tuổi rồi. Anh cũng vậy không à. Chính vì cái nói tuổi đó cho nên là anh nói đúng. Đúng. Em phải tìm được một người thật sự hợp với em. Không thể nào mà cứ tốn nhiều thời gian được cô. Chính xác. Thời gian càng trôi đi, thanh xuân mình càng mất thời gian đúng không cô? Thời gian là vàng ngọc. Đúng. Đó. Vô là mình phải test liền. Coi cái người này phải hòa hợp trước hợp đã. Hay không? Tại vì cái hợp thì nói chuyện mấy cái đó thì cũng là cái bề ngoài thôi. Quan trọng là mình có hợp nhau về cái gọi là tần số, cái nội dung. Coi như mình đặt mình nôm na đi, mình đặt là nội dung. Dạ. Đó là nội dung có hợp hay không? Còn cái kia chỉ là hình thức dạ, thôi. Cái vỏ bề ngoài nội dung không quan trọng. Ừ. Thì cái đầu là cũng hơi xỉn rồi thì con cũng có xỉn đâu thì con cũng ngạn ngơ đâu có uống nhiều em giả bộ xỉn xỉn quá thì là nhưng mà thật sự đang rất tỉnh. Hôm nay là con lần đầu tiên con kể luôn ông cũng không biết đâu. Cái đầu để đỡ này là pha nước này là cho con uống để giải tỉnh anh
xong cái bà đang nằm vậy nè, cái dựa vô cái ghế. Nằm lấy. Dạ, tự nhiên nó nằm ghế salon. Thì con phải nói là hơi ngã ra ở ghế ví dụ vậy đó. Ông đưa ly nước cái uống nước chút con để này, cái này con giả bộ con té một cái thì ông đỡ. Đỡ rồi thôi rồi ôm luôn rồi cái hôn thử coi làm sao. Tại vì mình phải hôn mình chạm vô cái môi để mình biết được là cái tần số có đúng điện hay không đó, cái điện nó có đúng âm dương hay không. Ok nha con. Nhiều khi âm sao đúng không? Dạ đúng luôn. Thằng Bình dở thì cái 3 hôm sau mới gặp lại. Ta hôn vậy rồi là qua ngày hôm sau là tấp liền. Tại vì lúc đó mình cũng nghĩ là bây giờ mà có tới thì nhiều khi cái công việc của nhau cũng chưa có giống nhau. Dù như Trinh đã có công việc rõ ràng rồi, lúc đó mình còn vẫn đang tìm cái công việc của mình cho nó cụ thể. Vô mình quen nhau chắc gì mình đã lo được hết cho nhau đâu. Mình phải có vị trí của mình trước thì mình bắt đầu mình mới đi chinh phục. Anh bạn thấy... này là cẩn thận nè. Chứ bạn là cái điểm đó phải công tâm mà nói là cái name của em là không bằng Trinh. Đúng. Trinh nó nói vẫn bật hơn thì bạn này là đàn ông thì cái tâm lý phải rụt rè tí xíu cũng là hợp lý. Em có giống bạn Bình không hay? Còn là em... ngày hôm sau là em nhắn tin luôn. Em lụm liền. Đó, mỗi người mỗi tính cách đó Trinh thấy không? Thôi nhưng mà chính vì anh Bình không nhắn tin cho con nên là con mới thích. Mấy bạn chính thức yêu nhau từ khi nào? Từ đợt Tết anh ha. Xong là bắt đầu tới giai đoạn là Trinh về quê ăn Tết, nhắn tin nói chuyện nhau mà lúc đó yêu quá rồi nhớ luôn quá trời rồi, mà cách bởi cái Tết cho nên là ngay cái đêm giao thừa hình như là Trinh diễn xong đó, Trinh chạy ngang Vĩnh Long là đón con lên Sài Gòn là bắt đầu hai đứa có thời gian bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Em muốn hỏi gì nữa không? Dạ. À ta, bây giờ như anh em trong nhà anh Tuyên hỏi thẳng nha. Dạ. Lần đầu tiên làm chuyện ấy làm sao? Ủa em hỏi anh Bình là không bao giờ anh chưa hỏi em không bao giờ rồi. Em biết nữa đó Tuyên à. Lần đầu tiên làm chuyện ấy quá à. Thì nói chung là mà hợp tưởng tượng như là cái kiếm rèn ra là cái chui này chỉ để là thích hợp với nhau về cái tất cả mọi thứ và vô là thành một cây bảo kiếm. Vô khó liền à. Dạ đi khai phá thiên hạ liền. Đối với con á cô, là cái vấn đề quan hệ vợ chồng nó quan trọng lắm. Bản thân con thì trước con cũng có một bé rồi, con cũng có chia sẻ Bình ngay bữa lần đầu tiên gặp nhau luôn. Em cũng đã có một bé rồi, lúc đó thì con cũng chưa có thông báo rộng rãi trên mạng xã hội. Nên là Bình chắc cũng chưa biết. Và hôm đó thì thấy Bình cũng có vẻ rất là cởi mở. Nhưng mà bản thân con thì con cũng nghĩ là mình mặc dù là mình chưa kết hôn lần nào, nhưng mà mình đã gian dở một cái lần và mình đã có một bé rồi. Cho nên là nếu như mà mình có thành với người đàn ông này mà mình thành vợ thành chồng với ảnh á, thì mình phải chắc chắn 100% là mình hợp ảnh tất cả mọi thứ. Test liền. Test nhưng mà phải một thời gian đó mới test chứ anh. Đó, một khoảng thời gian đặng đặng đó. Mình cũng phải nói rõ là bây giờ anh khám sức khỏe này nọ đi, để em coi là sức khỏe anh nó có gì hay không. Em cũng vậy. Để mà khi mà cả hai mà có quan hệ với nhau á thì mình cũng yên tâm là cái người này cũng không có bệnh hoạn gì. Cái vấn đề rất là quan trọng. Sau này mà con gái con lớn lên con cũng nói rõ, con dạy cho nó luôn. Thế kỷ 21 rồi, không có cấm cản được cái vấn đề đó. Bây giờ mẹ cấm con muốn đi bậy bạ cũng vậy à. Nhưng mà con làm gì con phải nhớ. Thứ nhất là con bảo vệ bản thân con để con không có bị bệnh bậy bạ. Thứ hai là phải bảo vệ để mình không có thai ngoài ý muốn. Để mà con không có phải mà rơi vào tình cảnh mà có con mà mình lại không có được người đàn ông bên cạnh, nó khổ lắm. Mẹ đã từng trải qua rồi, mẹ biết điều đó. Hai chồng quan hệ rồi xong cảm thấy trời ơi thăng hoa bắt bông. Hoa bung hợp. Ok, mình quyết định mình quen nhau. Chứ bây giờ lớn hết trơn rồi. Đó là quyết định là dọn về sống chung với nhau luôn đó. Lúc đó chưa nữa cô. Ổng là lúc đó là ổng ở trên Tân Bình, con là Bình Thạnh. Mỗi lần chạy lên chạy xuống thì rất là xa. Con thì cũng đi phim, mà lúc đó Bình thì cũng đi phim, cũng đi diễn kịch này nọ. Thì thời gian mà gặp nhau rất là ít. Mà con ở có ông Bình nè, với bé Mia. Nói thôi đi anh ơi, bây giờ anh dọn qua ở chung với em đi. Thứ nhất là để mình có thời gian mình gặp nhau nhiều nè. Thứ hai là có gì không ai nhà thì cũng có anh trong coi nhà cửa phụ em, chứ giờ nhà đàn bạn gái không mà lỡ cái chuyện gì nó mất công. Mà còn Bình á, lúc mà Bình khi mà Bình nghe cái tâm sự của Trinh á, con có e ngại gì không? Đối với con cái tư tưởng con không có bận tâm về vấn đề là phụ nữ đó sẽ có con hay là sẽ như thế nào. Vấn đề là mình thấy mình hợp hay không. Mình cảm thấy mình lo được, mình thích nghi được, mình cảm thấy mình yêu thương đứa nhỏ nhỏ đó thì mình chấp nhận. Bình với là Trinh cưới nhau được lâu chưa ta? Dạ cũng gần một năm rồi đó anh. Yêu nhau được bao lâu thì cưới? Dạ lâu á cô, bốn năm mấy, gần năm năm con mới lấy nhau. Như vậy là có tới khoảng 6 năm để mà bên cạnh nhau rồi. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Thì những cái cá tính nè, hay là những cái tật xấu nè mà lúc yêu mình cái không sợ nha.
yêu mình không thấy á, thì cái lúc dọn về á, rồi tụi con thấy thì sao? Anh nói trước đi. Lúc đầu mình yêu thì thấy mọi thứ nó ngọt ngào lắm. Không rồi khi mà đụng chuyện thì bắt đầu thấy ủa sao mắt gì mà bà nóng tính như trời. Mình không nóng tới vậy mà bà nóng như trời. Bà nóng ngoài đường rồi xong rồi bà nóng trong nhà nữa. Cũng nhiều lần xảy ra những cái vấn đề như vậy rồi xong cái cũng cự nữa cãi vã. Có nhiều lần cũng tính chia tay. Cái con lại suy nghĩ bây giờ mình chia tay thì cái người này có một cái khuyết điểm này, tìm người khác thì người khác sẽ lại có những cái khuyết điểm khác. Vậy thì cái khuyết điểm này nó có quá lớn để mà mình chia tay không? Cho nên mình phải quay lại, mình phải học cái cách tu sửa nó. Học cách sửa chữa, học cách xây dựng. Phát hiện ra một cái tật xấu đầu tiên là nóng tính rồi. Nóng tính. Rồi cái, còn cái nào nữa? Tiết kiệm lắm. Tiết kiệm như là đi đâu ăn mà dư chút xíu cũng phải đem về. Một con tôm phải đem về, miếng cơm cũng phải đem về. Mẹ con nói cô đem về đâu phải đem về là ăn đâu. Đem về bỏ tủ lạnh nha, con lén lén con dục không à. Để có ăn mà thật sự. Không có ăn mà. Nhiều khi để giống như đi ăn thịt nướng đi, cái đầu cái kêu thố cơm vậy ăn nửa thố cái còn cái đầu cái như con thì gán lùa lùa luôn, còn không thôi thì dít thịt ăn chừa cơm lại, tại vì về ăn cơm cũng đâu ăn nổi. Không như bà thấy tiết đầu cơm này lại cơm kia lại đầu cái đem hộp đem về để nó cái có khi nào thèm sáng thức dậy không có gì ăn á, mà bà chỉ có ăn một món là món miếng cua thì bà mới thèm bà mới ăn thôi, còn lại những món khác bỏ lại có ai ăn đâu. Xong cái con thấy ngày một ngày hai mà ăn con lấy con dục. Cái đầu có lỡ có hỏi hiện nói anh đói anh ăn rồi. Tại vì con cũng ủng hộ cái kiểu là ăn lại đồ cũ quá. Tại vì cũng không đến nỗi phải như vậy, mình tiếc quá làm gì ăn kia nọ rồi nhiều khi bệnh nữa. Cho nên là cái nào thật sự là nó quá nhiều đi, mình đem về thì con vẫn sẵn sàng con sẽ ăn lại. Nhưng mà quá ít thì thôi mình không bận lòng tới thì thôi mình ăn cái mới đi cho nó tốt. Thì và cái bãi gì bãi cũng tiếc. Nhiều khi còn một lát thịt nhỏ thôi bà bỏ cũng đâu dám bỏ đâu, lấy bỏ vô cái chén cái đầu bọc và một thực phẩm lại cái đem bỏ tủ lạnh. 8 năm nó còn y thinh đó cô. Cô lén con dục không? Cái nước mắm kìa. Rồi đầu tới chén nước mắm. Thì con đó là có thói quen là dụ như là nhiều khi ăn gì muốn chấm cho nó đã xíu. Cái đầu cái canh đi, cái đầu cái lấy chén nước mắm thì bả thì ba ăn nhiều bả chấm nhiều bả chế ra cỡ 5 giọt thì đó cái đầu cái bả chấm rồi. Đủ thôi, tại thật sự là ăn cũng chỉ tới đó thôi, mình không có nào mình ăn hơn được nữa. Thì con thì con chén hơi nhiều chút xíu, nó hơi sắp kiểu như là nước mắm đủ để chán hết đồ, chán cái chén đúng không? Rồi ủa sao chế nhiều vậy, ăn hết đồ, ăn có mình anh chế nhiều chế để chấm ăn có hết không, chế đít thôi kia nọ. Lúc đó con cũng nhớ rõ là nội dung cãi sao đi đâu, cái bà thái độ con cái đâu, cái con mới nói là muốn ăn có chén nước mắm thôi cũng nguyên nữa đâu, cái hai ông vợ chồng mới hằng học với nhau. Thì xong cái bả thì bả mục đích bả chỉ muốn hạ tỷ, muốn sao phải như ý bả thôi. Còn đối với con thì giờ con muốn ăn cho ngon, con muốn chế chén mắm cho nó nhiều chút xíu, con chấm cái khứa cá cho nó thấm nước mắm như trong quảng cáo vậy đó mà cũng không được nữa. Là hai đứa cự nhau là mấy bỏ nhau chia tay. Thời gian đó vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu mà ở chung nhà. Đúng rồi, xong rồi cái em nghĩ đầu là trời bây giờ mình tiết kiệm vậy mà ổng lại vậy, vì ổng không thay đổi mà mình lại sẽ vậy. Rồi nữa mình lấy nhau, mình cãi nhau rồi mình cũng ly dị hà. Vậy thôi mình đừng quen nữa. Nó còn nghĩ là bây giờ chuyện nhỏ mà không hợp được, nữa chuyện lớn còn sao. Rồi giờ con bớt tiết kiệm chưa? Dạ con vẫn tiết kiệm. Dạ con vẫn tiết kiệm. Vẫn tiết kiệm nhưng mà bây giờ cho nó nhỏ 10 giọt chưa hay là vẫn 5 giọt? Dạ nhưng mà bây giờ ổng thì ổng thay vì hồi lúc là chế nửa chén. Bây giờ ổng chế 1/3 thôi. Không, giờ con nghĩ ăn nước mắm luôn rồi con. Coi như là chồng tiết kiệm lại miếng, vợ cho đúng lên rồi, miếng. Đúng rồi, bây giờ 5 với 10 thì bây giờ mình chọn 7 đó, 8 rồi đó. Lúc đó tức là sự là bản thân con cũng là cái người tiết kiệm. Nghĩa là đối với con cũng mua cái gì cũng đắn đo nhiều lắm. Nếu như mình mua hàng mình sẽ suy nghĩ đó khoảng cỡ muốn mua cái món đó quá đi. Mình suy nghĩ một tuần có còn thích không? Không thích thì thôi không mua, còn mua là phải xài. Con sẽ luôn tiết kiệm mà. Tới mức mà cái chén nước mắm mà không cho tôi ăn được như ý tôi thì thôi tôi không chấp nhận được rồi. Giờ có chế tiết chén nước mắm này thì cũng không giàu hơn được. Hồi nãy kể xấu nhau mà hai người này mắt người nào người nấy hạnh phúc long lanh lên vậy đó. Có nghĩa là biết chắc chắn là cuộc sống của hai đứa con bây giờ đang rất là hạnh phúc. Có nghĩa là tụi con đã chọn nhau, tụi con đã chọn hạnh phúc, chọn yêu thương với nhau rồi. Vì tất cả những điều đó mà tụi con có thể thích nghi được với nhau nè. Rồi tụi con dần thay đổi, mỗi đứa thay đổi một chút, mỗi đứa thay đổi một chút. Để rồi bây giờ là tụi con đã gần như là hòa nhập á. Tức là tụi con đã hòa nhập với nhau để thành một cái khối gia đình vững chắc rồi. Con còn muốn Trinh thay đổi điều gì để mà Trinh trở thành hoàn hảo hơn? Giờ con thấy là gia đình con đã rất là ok rồi. Con thấy con hài lòng về mọi thứ.
là không cần phải thay đổi gì nữa. Rồi bây giờ mình có cái tật xấu gì mà con muốn mình thay đổi không? Tật xấu ổng hả cô, là hay quên. Quên dữ lắm cô ơi. Ngay cả bây giờ đi đường con cũng phải chỉ đường mà. Một xấu nữa là mỗi lần mà có bạn bè đông quá là ta nói vô cuộc vui đó là quên hết mọi thứ luôn. Ừ. Ham vui đó, ham vui hả? Vui đó. Rồi con có mong mình thay đổi điều gì không? Không, những cái tật xấu của mình á thì không thay đổi được. Giờ bây giờ người ta bị não các bạn hay quên rồi. Cho nên thôi cũng giống như cô nói là bù trừ cho nhau đó. Bù trừ đó. Dạ. Coi như không cần thay đổi gì. À, chương trình nó chỉ mong muốn là tụi con sẽ hạnh phúc như thế này mãi nè. Dạ, con rồi, cảm ơn cô. Em bé sanh ra coi như mẹ tròn con vuông nè ha. Dạ. Con chóng lớn nè ha. Rồi nó sẽ là một cái gọi là thiên thần xuất hiện trong gia đình để mà gọi là một chất keo kết gọi là kết dính hai đứa càng ngày càng dính lại với nhau. Dạ con cảm ơn cô. Em là người nước ngoài? Dạ em là người Indonesia. Rất là hân hạnh được đón tiếp bạn và được trò chuyện với bạn trong Nhìn Vợ Chồng Son. Cảm ơn. Như bạn ơi, bạn hãy nói lại một lần nữa về cái tên của bạn. Dạ. Và tuổi nữa, và tuổi nữa. Dạ, anh chỉ là gọi giúp em Vô Hành. Vô Hành. Dạ. Hân. Đúng là Vô Hành. Vô Hành. Nên là Vô Hành. Vô Hành. Vô Hành. Năm nay em 27 tuổi, em đang đi làm ở một công ty sơn ở Bình Dương. Bạn qua Việt Nam này được bao lâu rồi? Dạ em qua Việt Nam được 7 năm rồi. 7 năm. Dạ. Bạn học tiếng Việt là cũng là từ 7 năm đúng không? Dạ con có học tiếng Việt Nam anh. Ủa vậy tại sao nói tiếng Việt Nam hay quá vậy? Dạ cô giáo ở đây. Em là cô giáo. Không có cô giáo đẹp lắm như đây. Cô giáo mình là dạy tính tiền công mắc không giờ cô giáo? Dạ em dạy xong rồi em hốt luôn. Như vậy theo em là có lời hay là lỗ? Dạ lời đậm. Lời. Dạ. Mời em. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Huỳnh Thị Kim Thùy. Năm nay em 27 tuổi. Em đến từ Bình Thuận. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng làm việc tại Bình Dương. Ủa tụi em cùng làm ở Bình Dương luôn? Dạ đúng rồi. Có chung công ty không? Dạ, dạ không. Vậy hả? Chắc lẽ là đi mua sơn rồi gặp ông này. Anh Quốc Thuận đoán hay quá nhưng mà không có đúng. Cũng quá đó. Chúc mừng em ha. Không sao, tôi liên tục là đoán là không đúng mà. Dạ, em xin phép được kể lý do tại sao em với chồng em gặp nhau. Thì lúc trước em là sinh viên, em có học tại Sài Gòn. Thì chồng em hiện tại là lúc đó là cũng làm nhân viên cho showroom của công ty tại Sài Gòn luôn. Thì chuyên ngành em học thì hay tham gia các sự kiện của người nước ngoài. Cho nên là em và bạn học em hay đến dự tuần lễ văn hóa của nước này nước nọ. Thì đợt đó thì nhà văn hóa thanh niên có tổ chức tuần lễ văn hóa Bali. Thì ảnh là người Indo mà Bali là cái đảo thiên đường rất nổi tiếng của Indo. Thì chồng em và bạn của chồng em có tới tham gia chương trình đó. Và em cũng cùng bạn em tới tham gia chương trình đó. Hai vợ chồng là gặp nhau ở đó. Thì sau khi đó là về là add Facebook nhau làm bạn rồi. Hai người có nói chuyện với nhau ở Facebook một tuần. Lúc đó là Han đã biết nói tiếng Việt chưa? Dạ chưa, em ít lắm nói tiếng Việt còn ít lắm. Vậy hả? Rồi vậy thì hai người đến với nhau làm sao? Sau khi nói chuyện ở Facebook một tuần á, dạ em và vợ em đi hẹn gặp nhau, hẹn hò. Lần đầu tiên gặp em đâu có nói tiếng Việt được đâu. Vợ em cũng hơi nói tiếng Anh cũng hơi ít. Nên là có hai người vô nhau cũng cười và body language nói chuyện á. Dùng động từ tua. Dạ. Ảnh hẹn gặp em ở trước trường đại học của em. Thì mình trao chuốt rồi làm tóc rồi một tiếng đồng hồ của em đứng trước cổng trường em chờ. Rồi em không ngờ là cái ấn tượng đầu tiên với ảnh nó khoác hoàn toàn với cái sự tưởng tượng của em. Ảnh chạy xe quay chạy tới mặc cái quần đùi màu đen, một áo thun màu đen. Em là rất là bất ngờ tại vì chưa bao giờ một anh chàng nào mà hẹn hò cho em lần đầu tiên chạy mặc quần đùi như vậy. Tại sao vậy vậy? Không có cái lý do, tại vì hiện tại lúc đó em đang sống với mấy bạn em, 4 người con trai hết. Tuy nhiên em đi ra ngoài em mặc đồ đẹp trai lắm, sau đó là chắc là người ta cũng chắc là đi chơi với con gái nè đó. Nên là em cũng ở cái giọng cái đi chơi bình thường, em mặc đồ bình thường nên là mặc còn người ta không có hỏi, người ta không có chập gì hết. Tức là em giấu đúng không? Dạ em giấu. Dạ em giấu. Và em cũng nghĩ là để coi cái này. Dạ để coi cái vợ em có chấp nhận em được không? Đó. Dạ. Sau đó như thế nào? Cái ấn tượng đầu tiên thì không có đẹp. Nhưng mà khi mà tiếp xúc thì cách nói chuyện anh này rất là vui.
dí dỏm và rất là nhiệt tình và thiệt tình nữa. Cho nên là ảnh cứ quơ quơ thôi đúng không? Dạ, hai đứa nói chuyện với nhau, nói chuyện được một xíu xong không biết nói sao cho tiếp theo cho người ta hiểu, cứ múa xong nhìn nhau lại cười riết như vậy. Thời gian đầu thì cũng bắt đồng ngôn ngữ, cũng khó nói. Thì sau đó thì em cũng có dạy cho ảnh là tiếng Việt, rồi ảnh cũng dạy lại em tiếng Anh. Mà chị muốn hỏi anh nè, cái lần đầu tiên em đi chơi với bạn này xong về, em cái cảm xúc của em có bồi hồi, em có xao xuyến, em có nhớ nhung không? Dạ có chị. Cái lần đầu tiên thì em thấy tôi may lắm. Em tôi thấy lắm. Tôi thoải mái, thoải mái, đúng không? Thoải mái. Anh thấy thoải mái. Thoải mái. À thoải mái chứ là may, tôi may mắn. Rất là thoải mái. Dạ, rất là thoải mái. Và có lúc lần đầu tiên em thấy vừa em á, cái style là cái bánh bèo lắm. Bánh bèo. Là cái tóc dài nè, và cũng cái chân như vậy nè. Đẹp lắm em thấy. Đẹp. Dạ được. Rồi sao xíu bồi hồi. Rồi nhớ nhung ha. Dạ nhớ. Nhớ nhung. Thì bao lâu thì hai người mới chính thức là yêu nhau? Một tháng sau đó ảnh tỏ tình với em. Tỏ tình sao? Tỏ tình tiếng Việt gì? Dạ em tỏ tình bằng tiếng Việt. Lúc đó là em đi chơi hai cặp, lúc đó là cũng đang ngồi chung, ngồi ngầm ở đại lộ Đông Tây. Dạ, ngầm chăn. Ngầm chăn. Dạ, ngầm chăn. Đó ngầm chăn và cũng hơi mơ chút nên là hơi romantic. Dạ. Cái lúc đó là có lúc đó. Nào em nói là sợ bên kia nghe. Nên là đưa cái điện thoại ra, nhắn tin. Anh đã thích em. Em muốn làm bạn gái anh không? Làm bằng gầy khăn, bằng gầy của anh hay không? Hay không? Dạ, đưa cái điện thoại của em để cho vợ em. Anh đưa cái điện thoại cho em mà em cầm cái điện thoại là giống như em tưởng tượng giống cái điện thoại nó mới rớt cái nước lên vậy á. Tại vì ảnh là anh hồi hộp là mồ hôi tay anh nó chảy nhiều lắm. Mà em cầm cái điện thoại nó ướt nhẹp luôn, em phải chùi chùi giáo em vậy nè. Xong rồi em cầm ra em đọc thì ảnh tỏ tình em như vậy. Lúc đó thì cũng một tháng gặp, cũng hay đi chơi gặp nhau rồi, em thì cũng thích ảnh rồi. Nhưng mà cô gái mà mình phải chảnh mình làm giá một xíu. Liền là mắc giá liền. Cho nên là em là cũng cảm ơn cái tình cảm giữa hai dành cho Thì để Thì suy nghĩ lại thì sẽ trả lời. Rồi khoảng sau đó khoảng một tuần thì em mới nhắn tin là em đồng ý làm con gái ảnh. Lúc mà nghe là em muốn cưới vợ Việt Nam á, thì gia đình phản ứng sao? Dạ có lúc mới bắt đầu quen cô bạn gái ở Việt Nam á, điện thoại bầu cho bà em. Con ở đây có bạn gái rồi á. Bà em cứ nói là rồi chắc con về nước rồi vậy thôi. Dạ chỉ có cháu vậy thôi. Dạ bà em cũng tin vào em lắm. Thế là em cũng nói là con lớn rồi, con cứ làm đi. Con có tình cảm với một cô đó là yêu 100%. Đừng có làm buồn cô gì đó. Dạ mà cũng... em gặp gia đình bên anh chưa? Dạ trước đám cưới thì em có gặp gia đình anh hai lần. Thì anh ở Indo qua bển hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bên gia đình em thì có đồng ý anh không? Lúc đầu quen ảnh thì mẹ em thì bình thường, nhưng mà ba em là không đồng ý. Tại vì ba em sợ là mất con, tức là sợ hốt về bển đó đúng không? Sợ hốt về bển đó. Bên kia phụ huynh bên kia thì lại sợ là con mình là bị hốt ở bên đây. Dạ đúng không? Rồi bây giờ là ông nào cũng mất con vậy. Nhưng mà cuối cùng á, bên kia là bị mất con trai rồi đúng không? Dạ coi cuối cùng là em hốt ảnh qua đây. Dạ. Dạ. Bây giờ thì tình cảm của bố vợ với con rể thì như thế nào? Dạ rất là tốt mà. Thì thời gian đầu thì ba em là không đồng ý, chỉ là nói ra nói cảnh nó khoáng như là nhiều đứa nó lấy chồng ở xa rồi, biết bao giờ mới về rồi. Thế nhưng mà em thấy anh này là rất là tốt. Em suy nghĩ là dù chồng mình ở xa nhưng mà anh tốt với mình thì đi đâu thì hai đứa cũng sẽ hạnh phúc. Khi mà em bị ba vợ không đồng ý như vậy á, thì em có buồn không? Dạ buồn thì có buồn chị. Rồi em tìm cách nào để em thuyết phục được ba vợ em? Dạ, đầu tiên em hỏi vợ em lý do tại sao ba không có chấp nhận anh. Có thể là ba sợ, ba lo lắng là tại vì lúc đó là bạn gái em đang đi học. Nên là mình cứ quen vào nhau, nhưng là em cũng phải hứa với anh em phải đi học giỏi. Đừng có tại vì anh sau đó là ăn hưởng cái đi học của em. Và em sẽ cố gắng làm tốt cho bạn gái em, nên là bà của bạn gái em đó chịu em. Cuối cùng là lấy nhau rồi. Lấy nhau rồi được mấy năm rồi, cắm dùi ở đây luôn. Dạ được, được mấy năm rồi. Dạ đến thời điểm hiện tại thì một năm hai tháng. Một năm hai tháng. Rồi em có thích chương trình này không? Dạ thích, em thích lắm. Em thích nhất là cái phần nào á? Phần anh rước cho con ghé. Anh thuận ngại ghé. Lần đầu tiên mà tôi té cho vừa lòng chú Lệ.
Mà lúc này tôi nói luôn, có nhiều người vô comment tôi nói tại sao tôi có kiểu té hoài vậy. Mà thật ra té kiểu thôi là đau hoài nồi rồi. Bạn ơi, dạ. Còn nó còn một phần nữa, đó là phần khui. Nói xấu nhau á, nói xấu nhau. Nói xấu nhau đó. Dạ. Hai anh có thích không? Dạ em thích. Thích luôn á. Dạ. Vậy giờ hỏi luôn nè. Dạ. Thùy có tật xấu vậy? Có. Trời ơi, nói khó mà nó nhẹ nghe chứ. Nói mà nhẹ quá. Sợ nha. Dạ, nói là sợ. Đâu, tật xấu của Thùy như thế nào? Kể cho Thùy nghe. Trước là quan tâm cái điểm nhỏ nhỏ của em lắm. Ừ. Coi gì, ở anh, cái bà lụa của anh là dư lắm. Để em mang về em giặt cho. Ừ. Rồi. Còn bên này á, em, cái bà lụa của anh hơi dừa dừa chút, cứ bỏ đi anh, mới đi anh. Trời ơi. Đấy là từ xả láng. Dạ. Sự thay đổi, dạ, thay đổi. Cứ cái nhỏ nhỏ. Không còn quan tâm chăm sóc chi tiết cho chồng nhà. Dạ. Trong khi anh ấy lại rất thích là được vợ như là giặt ba lô cho, đúng không? Dạ, thế là quan tâm mấy cái nhỏ nhỏ của chúc, em. Chút. Cái gì nữa nè? Còn gì nữa? Hơi có tỉnh. Khó tính. Dạ, hơi có chịu. Ví dụ? Có một thời gian, hai vợ chồng ăn chung. Vừa em ăn xong rồi, em vô xong. Thế nhìn cái nói, sao anh lúc nào cũng ăn là láo thế? Dạ. Lúc nào cũng ăn là lao chồng. Em thì ăn hai chén, anh ăn năm chén lắm sao nhành bằng em được. Thế là con phổ lý á, để phổ lý cũng có một cách phổ lý, đúng không? Nhưng cần phổ lý cũng có. Còn gì nữa không? Dạ cũng có. Nhưng là dạ anh hỏi nè, mỗi lần cãi nhau ai em cãi lộn lại vợ em có em nói lại được thì em sẽ nói, nhưng là có lúc em không nói được thì em ít em đi thôi. Im là bởi vì em không có từ ngữ để nói. Dạ. Em thiếu từ đúng không? Dạ không, có một số là có thể thiếu thở. Có hai nữa là em thấy là có thể là im là sẽ tốt hơn. Ừ. Tại vì nào có lúc em nói lại thì cũng không có hết cái vấn đề đó. Đúng rồi. Nên là có lúc em im, không có muốn nói chi nữa. Chấp nhận mình là kẹo dạ, dưới. Dạ, chấp nhận. Đó, rồi, rồi có hai cằn nhằn vợ luôn. Dễ nhiều. 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 Em cằn nhằn sao? Dạ, em hỏi vợ em trực tiếp đi cho biết. Đây. Nhiều anh thì hay cằn nhằn. Em là một vấn đề là em nói hết rồi thì thôi, còn ảnh thì cứ nhai tới nhai luôn, nhai tới nhai luôn. Ví dụ như là ảnh là thích ăn cơm xong là rửa chén liền, rồi dọn dẹp bếp núc sạch sẽ đi, đừng có để đó. Còn em là bữa nào khỏe khỏe thì rửa liền, còn bữa nào mà em mệt hay làm biếng nữa là em ăn xong để đó em nói, để đó đi anh ơi mai rửa. Anh ơi, nhìn không có thích. Ăn cơm xong là rửa liền đi Honey ơi. Anh không có thích để như thế đó. Là mà em nói hoài vậy hả? Dạ anh nói hoài. Rồi cái nhiều khi thì em cũng rửa, nhiều khi là em cũng chọc tức ảnh, em không rửa em ngồi đó. Anh nói hoài không rửa anh ghét tự xử luôn. Tại vì em cũng có lý do. Em nhăn á cho nó sợ, cho nó biết, cho nó tức luôn, cho nó mai mốt đừng coi làm nữa. Dạ cái giấy thôi. Mà nó cũng làm hoài hả? Dạ cũng làm hoài. Nên là thôi, nên là thấy cũng nhận nhiều hoài. Nhiều khi em làm biếng mà nhiều khi em muốn chọc tức ảnh. Rồi về em, anh nãy có thật xấu gì không? Nói chung là anh chỉ có tính hay cằn nhằn vậy thôi. Hay cằn nhằn thôi. Cằn nhằn thôi, nhưng mà bây giờ thì em mong muốn thay đổi điều đó không? Là bớt cằn nhằn đi, ví dụ như là những cái nhỏ thì em tự thu xếp được thì anh đừng có lo những cái nhỏ rồi những cái nhằn vậy em cũng thích. Ăn xong rửa chén liền là đúng nghe. Bây giờ em rửa rồi. Ngày mai nghe em. Bây giờ là em rửa rồi. Bây giờ là rửa liền. Cái đó giờ em sửa rồi. Rồi, do anh em muốn vợ em thay đổi điều gì? Hình thái á, bên này là đã thay đổi nhiều lắm. Tay đổi tốt hơn nhiều. Ừ, không, mà thực ra tụi em rất là dễ thương. Lần đầu tiên có một chú rể người gọi là người Indo á. Ờ, chưa có ai hết. Đó, thì rất cảm ơn tụi em. Và cũng thay mặt chương trình là chúc tụi em hạnh phúc nè. Và hy vọng sẽ được đón tiếp rất rất nhiều những chú rể là người Indo. Dạ. Dễ thương và đáng mến như là Johan. Dạ, em cũng không nói đến nói là trực diện, nhưng mà cũng nói khéo là bây giờ thứ nhất là mình không xác định là không yêu ai và không thích ai. Nên là cùng với thứ hai là cũng trễ quá rồi thì mình đi ngủ đi, mà cứ nhất quyết là nhắn qua. Mình thì lại sợ lỡ là trời, giờ mình còn đang nhờ vả mà người ta ở chi nhánh, người ta vô trước mình mà mình nói thẳng hừng quá, nhiều khi sau này lên nhờ không được. Đúng rồi. Rồi có nghĩa là đêm đó chắc nói chuyện tới sáng luôn á, đúng không? Dạ, nói chuyện tới 4 giờ sáng rồi. Hồi sáng có đi làm không? Dạ, đi làm, đi làm. Ờ, sao các em lúc mà em bị như vậy, em có cảm giác là bạn này bạn đương muốn từ chối khéo mình không? Dạ biết. Có tâm trạng em biết. Em sao? Tại vì thực ra là em cũng tính là kiểu là tán chơi bạn này thôi. Tại thấy mình thấy tự nhiên mình thấy có một cái ấn tượng thì mình tán chơi thôi. Vì cũng có một cái chuyện buồn trong giai đoạn đó, mình nghĩ là thôi mình phải có một cái nguồn năng lượng mới. Thì mình thấy bạn này nó hợp với cái nguồn năng lượng.
cho mình thì mình tán, nhưng mà mình cứ nhắn tin cho bạn thì bạn cũng kiểu nói chuyện chị em khéo khéo thôi. Rồi đỉnh điểm á, đỉnh điểm một là cái chỗ mà 3 giờ sáng nhắn tin thì bạn từ chối khéo một cái, là giống như em kiểu em rất quý chị nhưng mà em chỉ nhắn tin và muốn làm việc trong công việc thôi. Còn em chưa nghĩ gì về sự xa hơn. Mình quê lần một rồi. Xong rồi tới lần hai là có một lần kiểu hai chị em tính là thôi hẹn nhau đi coi phim, thì em hẹn nhau đi coi phim 4 giờ chiều đi coi phim. Thì mình kiểu hồi đó cái vẻ ngoài của em không có như bây giờ. Hồi đó thì em bây giờ là em hết 85% bệnh rồi. Hồi đó một cái sự chăm chút của một người phụ nữ trong giai đoạn đó là cực kỳ quan trọng với em. Em dành cả 2 tiếng đồng hồ với một người kinh doanh như em, một người không coi trọng vẻ ngoài nhiều, mà em 2 tiếng đồng hồ em chăm chút. Thì tới 4 giờ chiều em gọi điện thoại là không hề liên lạc được. Cho tới 7-8 giờ tối thì cho leo cây. Dạ đúng rồi, sau này thì em mới biết là bạn đi nhậu mà bạn kiểu bạn uống không nhiều á, nên là bạn bị xỉn mà bạn ngủ quên á. Có nghĩa là một lần thứ hai đó nữa xong là coi như ok rồi. Đó là quá ngưỡng chịu đựng của mình rồi. Cho nên là mình không có tiếp tục nữa. Thì bạn lại quay xe ngược lại. Tức là đó, rồi bây giờ là bạn tán em sao? Em kể đi. Đến lúc mà bạn tán sau khi mà em phát hiện ra như vậy thì em là một người cực kỳ kiên trì. Có nghĩa là có một vấn đề gì em kiên trì lắm. Nhưng mà khi em đã quyết định rồi thì em một phát rất là thẳng thắn, rất là rõ ràng. Rồi bạn ấy, nhưng mà bạn ấy lại quay ngược lại thì bạn bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, rồi có người giống như là đã gieo thương nhớ và thường xuyên, rồi tự nhiên một ngày đó mình không nhắn tin nữa, cái mình không có liên lạc nhiều nữa thì bắt đầu lại thấy nhớ rồi lại nhắn tin lại. Nhưng mà anh hỏi này, tại sao cái nguyên nhân nào mà em lại có suy nghĩ và em quay lại em cua chị? Cái đó thì đến bây giờ thì em cũng cảm thấy nó hơi khó nói, và mình cũng không biết là tại vì giai đoạn đó giống như là cũng mấy tháng trời là vợ em là cứ thường xuyên lắm, giống như là ngày nào cũng nhắn tin và ngày nào cũng rủ nhau đi ăn đi chơi. Rồi sau đó tự nhiên bẵng đi một thời gian là tự nhiên là không thấy tâm hơi gì đâu. Cái tự nhiên mình cảm thấy sao nó hơi khác lạ. Thì ban đầu là mình cũng xuất phát là em cảm thấy em có lỗi, tại vì mình cũng hẹn với người ta. Rồi sau đó là cũng bắt đầu xin lỗi, rồi hẹn đi ăn lại nhưng mà cứ từ chối cũng 1-2 lần á. Rồi về sau thì có một lần đi thì bắt đầu mới nói chuyện với nhau. Tại ban đầu là vợ em cũng không biết là do bữa đó em xỉn. Tại vì em cứ nghĩ là chắc thằng bé này nó không thông thích mình nên nó cố tình cho mình leo cây. Nên là về sau thì bắt đầu giải tỏa được cái đó. Sau hai đứa quyết định yêu nhau, đúng không? Sau khi mà em cua lại quyết định yêu nhau. Cũng rồi bắt đầu... bao giờ thì em phát hiện là vợ em bị bệnh vẩy nến? Dạ, bệnh vẩy nến là từ lúc tụi em vào lúc đi làm là thấy rồi đúng không? Là em đã biết rồi và em không care gì cái chuyện đó cả. Tức là hồi đó là có bao giờ có lấn cấn cái chuyện là tại bà bị cái bệnh đó mà mình ngại, mình không quen bà không? Dạ không. Tại vì cũng một phần là gia đình của em thì từ nhỏ là gia đình của em thuộc dạng là khó khăn, nên là những cái mà thí dụ là kỳ thị hay là gì á thì em đã trải qua rồi, nên là ban đầu em cảm thấy với vợ em là em có sự đồng cảm nhiều hơn. Nên là chưa có bao giờ mà em cảm thấy mình quá khe về mình ngại cái đó, đúng không? Vậy là quá tốt. Thế còn em thì là em có ngại hay có mặc cảm vì khi mà bây giờ mình quen, lúc đó mình mới tìm hiểu ảnh rồi mình lại mắc phải cái bệnh đó? Thì thường cái bệnh đó thì anh nghĩ là cần phải thoa thuốc rồi ban đêm thì phải hơ nóng và phải cạo cái lớp vẩy, đúng không? Em chia sẻ chút xíu về cái thời gian đó. Em thực ra là lúc đầu em cũng bị á, chứ không phải có, là bản thân bạn cũng có chứ không phải không có đâu. Bạn cũng có những cái ngại đó, chồng em cũng có những cái ngại á, tại vì mặc dù mình không có gì nhưng mà những người xung quanh á, đặc biệt là mình cũng hiểu thôi, vì họ đằng sau anh ấy còn là cả một gia đình của anh nữa. Thời điểm đó tụi em chưa có về nhà nhau. Và trước khi mà tới với anh thì mình cũng có quen, nói chung em cũng có quen nhiều người, thì cơ bản là mình hiểu được, và mình phụ nữ mà mình không có vẻ ngoài, không cần đẹp, nhưng mà cái vẻ ngoài của mình thời điểm đó nó quá, có nghĩa là nó hiện rõ lên luôn. Có nghĩa là cái móng tay của em nó chỉ còn một nửa móng thôi, chân cũng vậy, và nhìn bên ngoài là chỉ có cái khuôn mặt thôi. Tại vì nó sẽ bị lan vẩy ra cả nửa móng. Không biết cái này. Nên là nói không có cả không có mặc cảm gì, không hề nào không có. Có em. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực ra là bây giờ là tất cả mọi thứ mình đã vượt qua hết rồi. Bây giờ nhìn cô gái quá là xinh xắn. Đâu đưa tay anh coi. Đâu hết rồi. Mấy cái móng tay nó đẹp hết sức luôn chị. Hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chữa hết rồi đúng không? Em đang hết được 90% bệnh rồi. Nhưng mà từ khi nào mà em chữa? Dạ, sau khi lấy anh này. Là chồng dắt đi chữa hay là sao? Cái bệnh này của em thì bây giờ là đã có một cái phương pháp chữa bệnh mới. Nó sẽ hơi tốn kém một tí, nhưng mà em chia sẻ đi, nhiều khi để có những em đang sử dụng phương pháp là tiêm thuốc sinh học của bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là cái bệnh này thì thực ra trước đây thì nó không có. Và cái bệnh này nó khá tốn kém vì nó sẽ phải tiêm suốt đời và tiêm liên tục mỗi tháng một lần. Thời điểm mà em bắt đầu tiêm là từ tháng 7 năm 2021.
là bệnh viện Gia Liễu Sài Gòn mình đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đó thì thật ra nhưng mà tốn kém là như thế nào em có thể chia sẻ? Chi phí để mà bỏ ra thì khoảng gần 10 triệu một tháng. À gần 10 triệu một tháng. Đúng rồi. Nhưng bây giờ là em hết 90% rồi. Dạ đúng rồi. Và tức là sau khi mình hết 100% thì mình vẫn phải tiêm. Dạ đúng rồi. Tiêm suốt đời đúng không? Đúng rồi. Đó như vậy thì hoàn toàn căn bệnh này có thể chữa được nha mọi người. Cái chi phí chắc là 10 triệu nhưng mà sau này chắc cái giá thành sẽ giảm xuống. Lại chị, yên càng tâm. Ngày sẽ càng giảm xuống đó. Cho nên là mọi người cứ yên tâm về cái căn bệnh này đã không có thuốc trị sợ. Rồi ạ. Đến khi nào thì mới thay đổi cái xưng hô Hà Phúc? Kể cho anh nghe cái đoạn đó đó. Nếu mà hai đứa chính thức mà gọi là quen nhau thì cách tại vì thường tụi em xác định cái mốc thời điểm thì khoảng là ngày 5 tháng 3 của 2015 là bắt đầu hai đứa chính thức là bạn này có ấn tượng với em. Rồi sau đó là cũng qua nhiều cái lần mà giống như tụi em vừa kể thì tới tháng 5 là tụi em bắt đầu chính thức là quen. Nhưng mà ban đầu thì em vẫn, tại vì thứ nhất là em, bạn này lớn tuổi hơn nên là ban đầu tụi em chỉ xưng tên thôi. Rồi sau từ từ vài tháng sau rồi bạn này bắt đầu ra yêu cầu bây giờ là nếu không xưng anh em thì thôi không quen. Đó thì từ từ tụi em bắt đầu mới thay đổi. Như vậy là tụi em quen bao nhiêu lâu và kết hôn được bao lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn thì tới bây giờ là được hơn 4 năm, gần 5 năm. Thì cũng nhân kỷ niệm là tụi em gần 5 năm kết hôn thì mới đăng ký tham gia chương trình. Còn quen thì trước đó tụi em quen 2 năm rồi bắt đầu mới cưới. Có nghĩa là được gần 7 năm đó. Dạ. Gần 5 năm, 7 năm. Và bây giờ là chưa có em bé đúng không? Dạ chưa. Ủa sao chị biết hay vậy? Hả? Tại vì thấy còn son quá, hiểu không? Hay quá. Đôi mắt này có thể nhìn vợ không? Người ta biết người ta son hay không son à? Quá, Đó cho nên là thấy là có vẻ như là tại vì á lâu lâu á bạn vợ nhìn Bin với lại bạn chồng nhìn ông mụ của tôi với một ánh mắt mà giống như là trời hay quá. Một cái sự mà gọi là anh ơi em rất cần anh. Trời hay quá. Và anh ơi em rất cần anh lúc này đó. Trời nói giống như đi guốc cho bụng ta, giống như là mình đi vào trong sâu thẳm của đôi mắt người ta vậy đó. Quá hay đúng nhưng không? Mà hai vợ chồng có muốn có con không? Dạ tụi em cũng đang lên kế hoạch cho cuối chương trình nha. Cuối chương trình là một cặp cho tôi. Này ngứa mồm ngứa miệng quá. Một cặp cho tôi nha. Hai tuần rồi. Sanh một lần một cặp luôn. Dạ. Khỏe. Yeah. Hiểu không? Yeah. Rồi. Bây giờ quay ngược lại là các bạn đã có thời gian là 2 năm yêu nhau. Vậy thì trong khoảng thời gian đó cho đến lúc mà các bạn lấy nhau thì cái tình yêu của các bạn nó có những cái va vấp, có những cái rủi ro, có những cái trầy trật gì không? Có nghĩa là có gây lộn không đó, lúc đó. Yêu nhau là có gây lộn rồi chia tay chia chân luôn á, rồi chặt chân chặt tay rồi chúng nó giận hờn đồ ném đồ chọi đồ rồi này kia nọ đó. Có drama nhiều không? Thì nó là ú à là quá nhiều luôn đó. Dạ rất là nhiều. Có những cặp chia tay 1001 lần. Trời ơi nhiều lắm. Dạ. Cả ba chồng lẫn ba vợ, mẹ chồng mẹ vợ đều nói thôi tụi mày bỏ nhau cho rồi đi. Đúng rồi. Cho đỡ mệt đó. Xong cuối cùng nó huề thuận là cái mẹ chồng hỏi ủa bộ hai đứa đóng kịch drama hả? Đâu có. Hai đứa bay đóng phim Hàn Quốc Hoàng Quốc hả? Đó. Rồi sao? Hai chồng chia tay nhiều không? Nhiều lắm anh. Ý là tụi em chia tay nhiều lắm. Mà tới nỗi mà đồng nghiệp trong cơ quan á, thậm chí là hồi đó là có sếp cũ của em á là và nói là hai đứa bay mà cưới nhau á là ăn đi một tháng lương. Có nghĩa là cứ đưa một cuộc chơi đi chơi nào hay có gì đó là không có cái chuyện mà hai vợ chồng này mà nó cãi nhau kiểu nó thiếu sao á. Nhưng mà vì lý do gì cãi nhau về là những gì? Cái điều nó cực kỳ cơ bản, ví dụ nhiều khi ghen tuông rồi hoặc là anh này thì ảnh nhiều khi bề ngoài nhìn vô người ta nhìn thấy hơi vô tâm á. Nên là em cũng thấy là hơi vô tâm hồi xưa. Thì em nghĩ là hơi vô tâm, có nghĩa là ghen nhau vì những chuyện đó. Có nghĩa là giống như mình muốn cái điều này mà ảnh cứ không có nói, không có thể hiện ra ngoài. Có cái chuyện nào đại diện vui vui kể nghe chơi? Dạ thì chuyện thì nhiều lắm, tại vì hồi đó một phần là tụi em thấy là hơi khắc khẩu với nhau á, nên vợ em gần như là mỗi ngày tụi em đều giận nhau, nhưng mà chủ yếu là giận thì nó cũng mau lành, có nghĩa là giận thì xíu nói chuyện giống như mình bận làm á mà vợ em nhắn tin không trả lời cái bắt đầu nhắn tin em thấy anh vô tâm quá. Mà có những đợt giống như vợ em là đang stress công việc hay gì đó thì mình cũng không để ý, thì mình đi cuốn theo việc mình làm. Rồi thêm nữa là vợ em phải nói là hơi quá ghen. Ghen đúng không? Dạ. Đúng rồi. Mà cô kia cổ không chịu nhận cổ ghen như cô đó là em cảnh báo anh nhất định không xài chữ ghen cô vợ nha. Tuần trước rồi sao? Rồi thường thì mỗi lần mà giận nhau vậy đó ai là người chủ động làm lành? Nếu mà quen giận nhau thì tính của em thì thường là nếu mà mình cũng hay xin lỗi trước, nhưng mà em chỉ xin lỗi giống như là em sẽ xin lỗi mà kiểu tới lần thứ hai thứ ba thôi thì mình cố tình làm lành thôi, mà còn lẫy nữa thì em sẽ bơ luôn. Nhưng bơ luôn thì người này sẽ là cảm thấy thiếu thiếu, có bắt đầu lại
dãy nảy khóc rồi làm trò làm kia để tạo chú ý, thì xong rồi hai đứa nói chuyện với nhau rồi về. Nói chung là tụi em giận nhau thì rất là nhiều nhưng mà là rất là mau làm lành. Cái lần mà giận nhau dài nhất là được mấy ngày? Nếu mà giận nhau dài nhất thì chắc khoảng chỉ có chưa đến một tuần. Còn hai đứa là quen nhau 2 năm. Vậy thì ai là người tỏ tình và ai là người đề cập cái chuyện đám cưới? Đám cưới là, em. Em là người đề cập đến chuyện đám cưới ạ. Em đề cập cái ổng ừ liền không hay là ổng còn suy nghĩ? Cũng lâu rồi nên hai vợ chồng không nhớ, nhưng mà em thấy nó rất là nhanh. Và em cũng có một cái kế hoạch trước trong cái việc, tại vì mình làm hay có kế hoạch nên là thực ra trong hôn nhân em cũng có một cái kế hoạch. Tại sao em đề cập lo lắng về tuổi tác đâu, kế hoạch sao? Ví dụ như thực ra là em với anh này đến với nhau là từ những cái sự hiểu lầm á. Có nghĩa là người ta thì hiểu lầm thì người ta chia tay nhau, còn hai vợ chồng là hiểu nhầm lẫn nhầm nhau mới tới với nhau. Cụ thể luôn là ví dụ như cái lần mà hai đứa chuẩn bị ý định là chuẩn bị tới đám cưới đám hỏi á, thì có đi ở ngoài. Ở ngoài thì mình cũng đâu có nghĩ là ổng chê mình xấu đâu, mà mình nghĩ ủa sao tự nhiên đàn ông với phụ nữ mà ở trong một cái phòng chỉ có hai trai đơn gái chiếc thôi mà không làm gì hết. Người đó rất là chính trực. Mình thấy họ chính trực. Em đúng rồi, em thấy ổng chính trực. Còn ổng thì ổng nghĩ là ổng dẫn em về quê á. Về quê ổng á thì thực ra là gia đình hai bên thì cũng không khá giả gì. Em về quê thì ổng nghĩ là trước giờ theo như mẹ chồng em nói là chưa bao giờ dẫn phụ nữ nào về nhà. Thì dẫn em về thì nhiều khi ảnh nghĩ là vợ mà phụ nữ thì sẽ hơi để ý vẻ ngoài này nọ. Nhưng mà em thì em cứ lao vô em nấu ăn rồi mình bắt cá mà mình kiểu ở quê ở miền Tây nữa. Em vô nói thường ở lại nghĩ là không, cô này cô không để ý gì hết trơn. Thực ra không phải, em hoạt động đoàn hội phong trào nên mấy cái đó em thấy bình thường. Hai vợ chồng từ những cái bình thường nghĩ như vậy, hiểu không, xong rồi tới với nhau sau này bắt đầu mới nói ra mới biết không phải vậy. Ủa nãy có kể cái gì không ạ? Không, để chị hỏi này, chị tò mò quá. Có nghĩa là sao vậy? Sao có hai đứa ở trong phòng mà em làm gì đó đang đợi tôi cũng định hỏi gì luôn á. Định hỏi gì đó để cho vợ em hiểu lầm em là người chính trực ở chung phòng là ở đâu, là ở dưới nhà của em đúng không? Dạ không, đi cái chơi đó là đợt đó hình như là tụi em đi chương trình của cơ quan hay sao á, là nên là đi về trễ quá nên là phòng trọ của em thì vẫn về khuya được, chỉ có phòng trọ của vợ em là học về không về khuya sau 10 giờ được. Nên là vợ em nói là chắc để thuê khách sạn ở, mà thuê khách sạn thì có một mình thì mình cũng sợ nên là mình mới nói thôi để ở cùng. Thì đó thuê thì kêu thuê 2 phòng thì bà này bà lại không chịu. Sợ ma. Dạ, sợ ma rồi sợ cái gì nửa đêm rồi ai vô thì nói không sao đâu, kiểu bắt ở chung. Rồi ở chung thì ngủ trên ngủ dưới, nhưng mà xong thì cũng không, nói chung là đêm đó cũng ngủ xong bình thường. Lý do tại sao? Dạ thì vợ em nói đó. Chị đang hỏi em lý do tại sao em lại không làm ăn gì để vợ em hiểu lầm em là người chính trực. Đâu có, thì ý của vợ em là đó, em chê vợ em nói sao bà này xấu quá nên là đừng có nên dây vào thôi. Dạ. Là em nghĩ gì á hả? Không, ổng nói á, xong này ổng khai ra với em á, ổng nói là thật ra là hồi đó tôi thấy bà, nói chung là quen thì quen nhưng mà tôi cũng chưa có ý định kiểu là chốt chặn cuối cùng nên là tôi phải giữ, sợ đúng không? Giữ, không phải tôi có sự trong trắng của tôi. Nhưng mà trong mà với em thì em đã suy nghĩ ông này ông chính trực quá. Thì đó, chính mở treo miệng mèo mà mèo không ăn. Đúng rồi, đúng rồi đó. Tức là vì những cái hiểu lầm nho nhỏ đó mà họ đến với nhau đó em. Đó. Nhưng mà rõ ràng là bởi nhờ như vậy mà họ mới hạnh phúc. Mà tại sao hạnh phúc là nhờ lựa chọn. Chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Có nghĩa là tụi em tự chọn những cái mà tụi em tưởng như là sự hiểu lầm nho nhỏ như vậy á, nhưng mà đó là do em chọn, sau này mình mới biết đó là hiểu lầm thôi đúng không? Nhưng mà thành ra tất cả những chọn lựa đó đều mang lại sự hạnh phúc cho mình đúng không? Đúng không? Hay. Đó. Nhưng mà sau đó thì em đề cập cái chuyện cưới, ổng không có đồng ý liền. Vậy thì em bằng cái cách nào mà em thuyết phục ổng? Dạ, thực ra là em cũng biết là một phần là từ cái chỗ bệnh của mình á, thời điểm đó của em nó cũng hơi nặng, tại thường một năm thì bệnh của em nó sẽ trở nặng vào một cái chu kỳ. Thường là chu kỳ vào mùa đông á, mùa đông là lạnh sẽ chu kỳ nặng. Dạ, thì em có đề cập, em nói là mình cũng, thực ra em cũng lúc đó cũng lớn tuổi rồi nên là mong muốn là mình cũng phải an cư để lạc nghiệp kiểu vậy. Thì tuy nhiên á là do dự cho nên em lập một cái kế hoạch là, tại vì em thấy anh này là người đàn ông của gia đình mà. Cho nên là người ta sẽ thích kiểu một người phụ nữ mà mang lại cho họ một cái cảm giác gia đình. Cho nên là nguyên tháng trước đó là ngày nào em cũng mang cơm đi làm hết, rồi sẽ nấu ăn cho ảnh. Sau khi cưới xong thì hết rồi. Một năm được nấu được vài bữa còn là ảnh nấu hết. Đúng không? Có nghĩa là cuối cùng giờ quay xe lại với em đúng không? Có nghĩa là em ngày nào cũng tỏ ra mình là một người nội trợ, một người phụ nữ hoàn hảo đúng không? Nấu cơm cho anh ăn đó, còn này kia nọ, cho em bị một thói quen đúng không?
Dạ. Rồi sau một tháng đó là đề nghị cưới là vô liền. Với lại thêm một cái nữa là chồng em á thì cũng hơi lo ngại một xíu là thời điểm đó thì cũng không phải ai cũng ủng hộ vợ chồng em. Cũng nghĩ là em kiểu em hoạt động nhiều, em cao, có nghĩa là em thường xuyên cao bay xa chạy gì nhiều, đi nhiều thì cái sự mà dành vun vén cho gia đình nó không có. Nên là đúng rồi, nên là họ cũng bàn ra với cũng có vài người bàn ra với chồng của em. Nhưng mà Phúc vì những cái lời bàn ra đó mà Phúc có bao giờ Phúc bị chao đảo à, đó bị Phúc bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó mà chao đảo không? Của em thì lại không, tại vì đúng như vợ em nói, tại vợ em thì là người hướng ngoại, lại hay hoạt động đoàn hội nên sẽ đi rất là nhiều và giao thiệp cũng khá là nhiều. Thì đó ở làm ở phòng em thì gọi là các anh chị đồng nghiệp thì cũng có biết vợ em, nên là mọi người cũng góp ý là lưu ý, tại vì đó tính của em lúc mới vào ngân hàng thì em khá là hiền và lành tính, nên là mọi người cũng góp ý. Nhưng mà mọi người cũng nói rồi truyền tay nhau, thì em cũng có kể với vợ em, nhưng mà em nói là nghe thì biết vậy thôi, thì quan trọng là mình đánh giá về nhau. Còn nếu mà chính xác vì lý do kết hôn thì nó không phải em đẹp như vợ em kể đâu, tại vì một phần là vợ em có lên kế hoạch, với một phần là vợ em có sự tự ti về ngoại hình đó, nên là đợt đó hình như em nhớ không lầm là vợ em có đi coi bói, thì có một người đó mới nói là em là em quen Phúc mà chỉ cưới được năm nay, còn năm nay còn Phúc không cưới em là vì sao nó không bao giờ nó cưới em đâu. Sống luôn nữa dạ, đúng không? Càng sợ. Trời ơi, đang sợ là bữa đó là một hai bắt cưới, bây giờ có cưới không, không cưới thì chia tay. Mà xong rồi tụi em nói là để anh suy nghĩ, không chịu là về khóc lóc. Rồi tối đó là hai vợ chồng, hai đứa là chạy xe khắp thành phố luôn, tại vì bà này quýnh quên lên mấy lòng mà giận nhau hay gì là hay đập đồ nữa. Rồi chạy xe rồi đội tự tử ghê lắm, nhưng mà vì sao em biết là nó toàn là chiêu trò không mà. Trời ơi, có kế hoạch hết mà. Dạ. Trời ơi, có kế hoạch hết rồi. Bà chỉ chiêu trò. Cái này là làm gọi là làm thêm một cái nghề tay trái là viết kịch bản được. Hay quá. Em có thể làm biên tập viết kịch bản được. Dạ hồi đó có á chị. Tại vì hồi đó vợ em là làm phó chủ tịch hội sinh viên, là hay dựng những cái tiết chứ. Đúng rồi chị Một ơi. Bởi vậy đó. Này ai. Bởi nó nghe nè, nói chứ là mình trai tân mà đúng không Phúc? Dạ. Mình sợ chứ đúng không? Dạ. Đúng không? Nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra thì mình hoàn toàn là người có lỗi. Dạ. Nên phải đồng ý thôi đúng không? Sao chị nhìn em dữ vậy? Chị liên tưởng. Dạ anh em đồng cảm với nha. Tự hồi nên lên trai tân chứ bộ tao không phải gái tân à. Trời không phải, ơi. Nhưng mà con trai người ta yếu đuối hơn. Ở đâu ra ủa trai mình yếu đuối là sao trời? Yếu đuối rồi. Gì lạ lùng vậy trời? Đó, thì yếu đuối bởi vì mới đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây em bị dụ mà. Bị dụ. Đó. Vậy là có nghĩa là đám cưới tụi em là đứa nào tỏ tình đứa nào? Dạ. Em tỏ tình vợ hay vợ tỏ tình em? Dạ cũng không có tỏ tình, chỉ có là vợ hỏi là có cưới không, không cưới thì chia tay, nên là hai đứa thôi chốt lại là cưới. Là bây giờ hiện giờ là em chưa có cái tỏ tình với vợ bao giờ đúng không? Dạ đúng. Mà chưa có cầu hôn luôn đó. Dạ. Thôi gì? Bây giờ tính sao đi. Bây giờ cái chuyện không phải, là sau bây giờ phải khi hỏi cưới nè. Rồi. Rồi cái vụ đám cưới rồi sao? Không có cầu hôn rồi thì rồi cưới, sao có lại cưới? Thì hai đứa chốt cưới thì sắp bầu thông báo với gia đình rồi. Cưới thôi. Còn cái chuyện là cưới. Còn cái mà mình đang hỏi là cái giống như trong chuyện, trong các drama đó, ví dụ làm vợ anh nhé, Mary with me rồi, ví dụ không có. Mary with me rồi là không có đúng không? Không hề, không hề. Để chút nữa anh sẽ yêu cầu nha. Còn bây giờ mình yêu cầu cái khác đi. Bây giờ mình tới cái phần mà nó đặc sắc, đặc sệt nhất đặc của chương trình Vợ Chồng Son. Đặc sản của Vợ Chồng Son. Đó, là 4 năm ở với nhau. Vậy thì có những cái gì mà mình 5 chưa... năm đó, 5 năm rồi. 5 năm ha, chưa hài lòng ở người bạn đời của mình và cần nói ra để cho họ thay đổi không? Hay nôm na ta gọi là tật xấu đó. Đó. Vợ nói trước. À, để em nói trước anh nha. Thứ nhất là chồng em hay càm ràm. Có nghĩa là mình đi làm về đã mệt rồi đúng không? Mà cứ vợ cần phải thế này, vợ cần phải thế kia rồi. Sao mà bạn không có nói vợ đâu, vợ chồng đâu, mà em hay với chồng em xưng là bà với tôi. Em mới kêu ý kiến là tại sao vợ chồng không có gọi với nhau anh em mà cứ gọi bà tôi. Trời ơi, không, người ta gọi nhau vợ chồng anh em, còn tôi đưa tên nó chức bà rồi, là qua cao quá rồi. Nên là cứ ý kiến với em là này vợ thế này, vợ thế kia. Nhiều khi mình đi làm về mệt lắm, mình chỉ muốn im lặng bớt để mình xong thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là hay thả bom. Thả bom. Đó là tốt bụng thôi, kệ nó. Đồng hồ báo thức của em á, buổi sáng sớm là hương vị. Không phải là cái điện thoại mà là cái tiếng thả bom. Có nghĩa là điện thoại có đổ chuông và mất mấy giờ, nhưng mà thường là em sẽ không tỉnh. Nhưng mà cái tiếng thả bom nó to hơn rất nhiều so với cái đồng hồ. Tiếng thả bom và mùi hương. Dạ, mùi hương thì em nghe cũng quen rồi, nhưng mà có điều là cái tiếng thả bom, cái tiếng động đó. Dạ đúng rồi. Và một cách thường xuyên, có nghĩa là sáng nào cũng đều hết. Mà có sao em nghe vậy? Mà có đó đáng yêu thay cho đồng hồ báo thức. Dạ. Không, nó sẽ không đáng yêu khi mà ví dụ như vợ đang ngủ và trùm chăn lại. Có nghĩa là trùm chăn lại
cho vợ thì cái đó là không có đáng yêu tí nào. Cố tình. Cái đó là khủng khiếp đúng không? Một sự khủng khiếp. Cái đó là thật xấu đó. Dạ. Và cái thứ ba là luôn đi ngược lại những điều vợ muốn. Ví dụ như mà em muốn cái A là thường anh này anh sẽ làm ngược lại. Và em có một cái câu chuyện vui đó là hồi đó hai vợ chồng có một lần giận nhau kinh khủng khiếp luôn á. Có nghĩa là em xếp đồ em bỏ đi. Em xếp đồ bị rơi đi, nhưng mà ý là mình chỉ tính như vậy thôi chứ thực ra là mình lúc mà mở đóng cái cửa thì mình cũng cố gắng mình đập cái khóa thật là mạnh mạnh để ở trên lầu người ta nghe được. Thì lần một ảnh sẽ xuống ok xin lỗi vợ thế này kia rồi dỗ dành khóc lóc xong. Lần thứ hai em cũng y chang như vậy luôn, kịch bản hai thì ảnh ngủ luôn, ảnh ngủ luôn và em chờ ở ven sông cầu Trần Khánh Dư chờ tới 12-1 giờ đêm cho đến khi nào mà ổng cho em chừa cái tật đó thì bắt đầu sau này kể từ đó là em không dám làm nữa. Hoặc là ví dụ như em, hồi xưa em nổi nóng thì em hay cứ liện đồ đúng không, ok bây giờ liện cái gì mà bể hoặc hư cái gì á là đi mua lại cái đó, làm sao em không dám nữa. Có nghĩa là sẽ muốn đi ngược lại những điều mà vợ muốn. Nhưng mà cơ bản là xấu thì xấu với ổng thôi chứ còn với em thì cũng cải thiện em được rất là nhiều. Đi ngược lại những điều vợ muốn đúng không? Có khi nào em đọc được một cái câu nào đó trên mạng á, nếu mà muốn làm điều gì, muốn làm điều gì đó thành công á, về nhà hỏi vợ, vợ nói một đường mình làm một nẻo thì sẽ thành công. Em có đọc câu đó trên mạng không? Dạ đọc thì có, nhưng mà về cái đó châm ngôn thì em chưa xem nó làm cái đó không, anh không biết có phải châm ngôn không nữa. Cái đó mà làm thử đi rồi á, tanh bành té bẹ hết chứ ở đó mà. Dạ thì mình đúng không? Bởi vì anh bây giờ anh không có nói ông bà cái câu đó là phải đối với cái câu mà đồng chồng đồng vợ tát Biển Đông cũng cạn của ông bà mình đó. Đúng không? Dạ. Rồi trong mấy cái đó thì em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ cái chủ nhất là cái càm ràm, bớt cái càm ràm đi. Đúng rồi, đúng rồi. Vợ phải thế này, vợ phải thế kia rồi này kia nọ. Nhưng mà chị biết sao không? Có nghĩa là tất cả mọi người bên ngoài khi mà nhìn vào vợ chồng em thì đều nghĩ là em giữ với chồng. Có nghĩa là em ăn hiếp và ổng về nhà ngoại là một cái khuôn mặt. Ôi, em là con là bị dụ, con là kia hết vậy. Nhưng mà mọi người đâu có hiểu được là trong mối quan hệ của vợ chồng chị em. Chị hiểu rồi, có một là một người viết kịch bản, còn một người là thể hiện kịch bản. Hiểu không đó? Nhà hai chồng mà đủ hết trơn rồi đó. Trời sao hay quá vậy? Để bữa nào chắc đặt viết kịch bản đó. Rồi sao? Bây giờ tới em đó. Với em thì gọi là để thay đổi thì cũng không đến nỗi là không, phải yêu cầu thay đổi, nhưng mà về tật xấu thì là nhiều. Đấy, rồi khui đi. Nếu mà xấu nhất thì em gọi là vợ em ghen. Gọi là cực kỳ ghen, tại vì một phần ghen là thứ nhất là về tính của vợ, thứ hai là về vợ xuất phát từ cái sự tự ti là do bệnh á, nên là từ giai đoạn quen cho tới lúc mà yêu nhau kết hôn thì vẫn là rất cực kỳ ghen. Ghen bền bỉ tới bây giờ luôn. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung là em nha, điện thoại là mỗi lần gặp nhau á là đều mượn cớ lấy điện thoại, nói là em để em xem cái này em xem kia, do điện thoại em không có mạng hay điện thoại em hết pin nhá. Nhưng mà đầu tiên là sẽ vô kiểm tra tin nhắn trước hay gì đó là xem. Mà mình để ý là mấy lần mà ví dụ tin nhắn mới mà đến là có người xem thì gần như tin nhắn nó sẽ lên ở trang đầu là mình biết rồi, là sẽ biết rồi. Về sau mình góp ý nhiều lần thì nói là về sau không xem điện thoại nữa thì cũng không thấy xem nữa, nhưng mà đợi mình ngủ thì mới đầu mới lấy xem. Rồi quá dễ sợ, cao tay lắm. Có nghĩa tới giờ có lần nào mà ghen dữ dội không? Dạ có nhiều đợt ghen rất là dữ, giống như lúc mà tụi em mới quen á thì có một đợt hình như là có một bé là làm chung bạn bị tai nạn xe, thì bạn mới gọi điện cho mấy đồng nghiệp trong phòng để ra. Thì đợt đó thì gọi mấy anh chị kia, thì mấy anh chị kia lại bận nên là em mới chạy ra hỏi thăm rồi bắt đưa về nhà. Rồi về sau thì mấy anh chị đồng nghiệp mới thấy vậy thì mới hay chọc là trời, con bé đó đi với một phút đi đâu mà thấy đầu gối đỏ nghi quá. Bắt đầu bà này về cứ vậy là ghen, tại thêm người mấy anh chị đồng nghiệp mà biết cái tính ghen á nên là người ta lại càng chọc, dặm mắm dặm muối vô đó. Dạ, người ta cứ thêm mắm thêm muối là nhiều câu chuyện lắm. Rồi đó có giai đoạn là em làm trợ lý giám đốc vùng á, thì tính mình cũng hơi có sự đồng cảm nên là đồng nghiệp mà nữ thì người ta là hay chia sẻ. Thì có một đợt là có chị làm về hành chính mà chị gọi chị tâm sự mà hình như là 45 phút, là bà này bà ngồi kế bên bà nghe, mà người ta là chị đó cũng lớn tuổi, là 40+ tuổi rồi, có con có chồng có con bình thường, mà chỉ người ta bức xúc rồi mình tâm sự thì mình chỉ nghe thôi, cô không nói ghen. Gì dạ vẫn ghen, xong lên đùng đùng là đập đầu rồi tự tử rồi vậy á. Tại vì biết sao không, gọi điện đó mà lại gọi lúc 11-12 giờ đêm tâm sự mà thường xuyên liên tục luôn, 11-12 giờ đêm tâm sự. Và thực ra là nếu như mà mình 1-2 lần thì ok không nói, nhưng rất là nhiều lần và gọi 11-12 giờ đêm tâm sự, và với tâm sự với rất nhiều người, thì em nghĩ là cái này là một cái bình thường với một người phụ nữ. Ví dụ như là nếu mà bình thường ngày thường không sao đấy, cứ 11-12 giờ đêm cứ khuya tới cái giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ để tâm chia sẻ thì lại đi tâm sự với người khác. Đúng rồi. Ủa, nhưng mà bây giờ còn không? Hợp lý, cái đó là đúng hợp lý. Mà bây giờ còn tâm sự. Dạ bây giờ thì ý là tụi em cũng tiết chế, nhưng mà lâu
lâu lâu thì cũng có những nghĩa là vẫn còn lai rai đúng không? Dạ cũng có, nhưng mà lâu lâu gọi là thôi. Nói chung là kiện vợ em ghen nhiều lắm chứ, như là mình chỉ nhắn tin qua lại thôi. Ghen cái đó là hợp lý, không có chia sẻ đồng cảm kiểu đó được. Trời đất ơi, đi làm suốt một ngày, cái giờ bắt đầu từ cái tầm 10:30 đổ đi đến về sáng, là cái giờ đó là giờ vợ và chồng dành cho nhau trên mọi phương diện. Bây giờ tôi biết tại sao chú chưa có con rồi đó. Cái giờ đó là cái giờ đẹp, giờ vàng mà chú đi chú tâm sự, chú sẻ chia cái tinh hoa đầu óc của chú cho người khác. Thì hỏi làm sao vợ chú có kết quả được, chú trả lời đi. Thôi khắc phục, bỏ luôn đi. Dạ, à, còn sao muốn thì gì cũng tâm sự buổi trưa đi. Dạ. Hay gì 11 giờ tối bây giờ mình chuyển qua tâm sự buổi trưa đi. Nhưng mà cũng không được, có nghĩa là vợ em mà biết là em nói chuyện với ai, về là kiểm tra điện thoại mà thấy trên đó là có cuộc gọi với ai mà dài quá, mà thí dụ 2-3 phút thì còn đỡ, mà 5-10 phút hỏi là công việc gì đâu mà trao đổi nhiều quá. Hay là đồng nghiệp, hay em đi gặp đối tác, hay nói chuyện hẹn đi ăn, hỏi nam hay nữ, nữ hả? Nữ thì kêu tôi đi theo, không thôi kêu thêm đứa nào đi thì mới được nha, không thôi thì ở nhà. Vậy bây giờ vậy giải quyết làm sao chứ, lại để chuyện ghen này hoài. Thôi tiếp đi, còn ghen còn tật xấu nhiều tầng khác nữa. Tật xấu thứ hai là nó sẽ liên quan với cái tính càm ràm của em, là vợ em nó hơi bừa bộn. Trời, về phụ nữ mà giống như đi làm là về giống như xỉa răng hay rái tay hay là chải tóc á, là cứ quan tâm xỉa răng khắp nhà trên bàn, hay là về thay đồ là vắt dắt đầy cầu thang vậy đó. Vậy là không được, vậy là không được, không được. Làm Phúc là người đi thu dọn. Dạ tụi em đi thu dọn, nhưng mà thu dọn thì em sẽ càm ràm nói là sao làm gì cứ đụng đâu bỏ đó rồi bừa bộn. Rồi có giai đoạn là em phải dùng biện pháp mạnh là thôi giờ mình đánh vào thu nhập. Là em mua một con heo. Em nói là bây giờ mỗi lần mà tôi bắt vi phạm đó là nộp cho tôi 50.000 bỏ vào ổng heo. Cuối năm khui ra để lấy tiền đó, thí dụ mình đi làm từ thiện hay là mua sắm gì đó. Xong rồi vợ em đầu tiên cũng nói tự tin, ok em sẽ khắc phục, không bao giờ lấy được tiền đâu. Xong có giai đoạn là bắt được một lỗi kêu đóng 50.000 thì không đóng. Xong rồi ngồi mỉa mai là làm kiểu làm thiếu uy tín nữa. Xong rồi bực mình đóng luôn 500.000 cho con heo. Dạ, đúng rồi, quá ngon. Em tưởng quá ngon. Để được bừa bộn bộn 10 lần. Dạ đúng rồi, để được bừa bộn nó giống như đã cái tính á. Nhưng mà qua bữa sau là mỗi con heo ra 500.000 lúc nào không hay. Dạ. Bấm móc ra luôn. Dạ bấm móc luôn. Trời ơi dễ sợ quá. Bây giờ nhà bả mà. Dạ. Nhà bả heo của bả mà bả muốn moi giờ nào bấm móc. Bảo giờ còn bề bộn không? Dạ vẫn còn, tại một tuần sau là con heo đó mất rồi. Dạ em cũng không biết con heo đó giờ nằm đâu luôn. Chắc đi vô lò heo rồi. Dạ. Ủa rồi còn gì nữa không? Ủa nhưng mà vậy thì tiền bạc là sao? Ai đứa nào giữ? Rồi tính toán chi ly thì sao? Nhắc cái vụ tiền bạc nữa, đó là một cái điều kiện lúc hai vợ chồng lấy nhau á. Có nghĩa là hai vợ chồng lấy nhau thì thường là mấy chị hoặc là gia đình em nói là thường là vợ sẽ là người giữ tiền. Nhưng mà tại em thì em cũng hay đi hướng ngoại bên ngoài, cho nên là khi mà lấy nhau thì em đầu tiên em đề nghị là vợ sẽ là người giữ. Nhưng mà anh ấy thì anh nói là bây giờ tiền của ai thì người đó giữ, tại vì anh cũng quen trong gia đình là anh chủ tự chủ á, mới làm ngân hàng quen. Dạ, rồi đúng rồi. Dạ. Hai vợ chồng làm cũng quen rồi thì ban đầu là, nhưng mà em cũng có nghe mấy anh chị hoặc là những người đi trước, những chị vợ đi trước cũng chia sẻ với em là không nên đâu em ơi, tại vì nếu mà quỷ đen nhiều á thì sẽ có những cái khoản dành cho những cái người khác mà mình không có biết. Trời đó, mình cũng phải đề phòng chứ. Nên là nhưng mà anh ấy rất là căng thẳng cho em. Sau đó là em đã chọn một biện pháp rất là đẹp, ok em sẽ đồng ý mọi điều kiện của anh. À, bây giờ tiền vẫn anh giữ, em vẫn giữ, nhưng mà từ đó, từ ngày em cưới đến giờ thì tất cả những, không biết là có một cái gì đó, một vũ trụ gửi tín hiệu cho em hay sao á, em mặc định trong đầu là em không bao giờ trả tiền. Bên ngoài thì không nói nha, nhưng riêng đi với chồng em không bao giờ trả tiền, cho nên vũ trụ có gửi tín hiệu là ít khi mà em đi với chồng em mang theo bóp lắm. Hoặc là lúc nào cũng toàn có chồng tiền. Phải trả, tức là em vẫn là xài lấn qua cái tiền của chồng, đúng không? Có nghĩa là không đụng tiền của ai cả, nhưng mà bằng một cách nào đó thì cũng là về thì em thôi. Vẫn phải lấn qua. Mà tiền của em thì vẫn giữ nguyên, coi như không mẻ được, đúng không? Rồi. Và chồng em vẫn rất vui vẻ với đứa đó. Vui vẻ giờ cái tiền đó để làm gì nè? Theo em là cái tiền của em giữ lại được, quan niệm của em sẽ làm gì? À, thực tế thì em đang dùng cho khoản đầu tư. Dạ, đầu tư chung của hai vợ chồng thôi.